Vâng, mình xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, đây là mặt hoa của cây mai đa phúc nha. Trời ơi, hoa nó đẹp gì đâu luôn á. Đẹp lắm luôn nha. Xin chào cả nhà vào buổi sáng nha. Một buổi sáng đầy năng lượng nha. Nhìn hoa nở rất là đẹp nha cả nhà. Đây, cây mai nhỏ xíu nhưng mà hoa của nó nhìn nó bự nè. Bự ơi là bự luôn nha. Đó, chúc cả nhà một ngày mới tốt lành nha. Đây là giống mai đa